Theo truyền thống, khi sắp lâm bồn thì hoàng hậu phải về quê ngoại. Vua Tịnh Phạn đã cho chuẩn bị chu đáo tất cả mọi việc. Lúc đoàn người đi ngang qua cánh rừng Lâm Tỳ Ni, hoàng hậu chợt nhìn thấy một loài hoa nở rất đẹp, hương thơm kỳ lạ. Người đưa tay định ngắt một cành hoa, nhưng vừa chạm tay vào thì hài nhi bước ra từ hông bên phải của hoàng hậu. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Trên trời, chư thiên tấu nhạc vang lừng, hoa trời rơi rơi, nâng từng gót chân thái tử. Cùng lúc đó, một trận mưa đổ xuống như tắm mát cho thái tử. Cơn mưa vừa dứt, trời trong sáng lạ thường. Thái tử ra đời trong sự hân hoan vui mừng của tất cả người dân trên vương quốc Thích Ca. Người đã đến bao la như muôn mặt trời. Người đã đến đem cho tình yêu nghìn đời. Người bước tới hoa sen nở rồi. Chiều tiếng hát vang lên.